anh em đến tới Thông Vây Lóc kênh giải trí. Thank you.
nó mình cả đi chứ. Ba cái anh chị ơi, có lẽ là mọi người hơi chủ có một chút. Vâng, con đi qua trước. Vâng, anh Nhật Vật. Anh Nhật Vật cho con đi qua trước. Chú chạy ra đây không? Trộm trộm rồi. Thầy nói cái gì không?